cưới. Quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của cặp đôi, và chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ đem đến những cái câu chuyện tình yêu của mình như thế nào quý vị nha. Xin mời. Cái nụ hôn của ảnh là ảnh lần đầu tiên ảnh hôn. Còn nếu như cái nụ hôn đó không phải là lần đầu tiên thì chắc chắn ảnh đã nhận cái bánh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai bạn. Xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quang Bảo. Và xin chào, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên đầy đủ là Bùi Quyết Thắng, năm nay 31 tuổi. Còn em tên đầy đủ là Vương Tiểu Dinh, năm nay 30 tuổi. Mình là quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn ạ. À. Nhưng mà em gốc Bông. Gốc Bông, gốc Hoa à? Dạ đúng rồi. Bên đây. Em ở Bình Phước nhưng mà cũng lên Sài Gòn làm việc khoảng 10 năm rồi. Rồi hai bạn gặp nhau khi nào, ở đâu? Em gặp bạn gái của em vào năm 2009. Ấn tượng đầu tiên về bạn gái em là lúc đó cũng cười giống như vậy á. Còn ấn tượng của em về bạn trai của mình? Dạ không ạ. Tại vì lúc đó là gia đình của mình là không có ở Việt Nam á, thì mình biết là tương lai của mình sẽ không ở Việt Nam, cho nên là mình không muốn là yêu, tâm huyết là chỉ có đi làm thôi, chẳng nghĩ nhiều, không có nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân. Dạ vậy không thì làm sao, sao mà thì em lúc mà sau cái event đó, đó là từ từ tới công ty nhiều hơn, rồi tìm hiểu mấy người đồng nghiệp của bạn gái em, rồi từ từ cái mới gặp nhau nhiều hơn. Nói chung là thấy bạn gái em trong công ty là em cứ lại gần nhé, em đứng em xem, rồi có cũng tìm cơ hội trò chuyện bắt tay. Sau đó khoảng 3-4 tháng là bắt đầu mới có cơ hội xin được số điện thoại. Cũng không phải là trực tiếp xin đâu, mà nói chung là anh này cũng lén nhìn sổ các thứ, lấy cái thông tin đó chị. À, gọi là lén mà là xin, giống như sang lắm, xin. Ngày xưa em là nhân viên, còn ảnh là người hợp tác với công ty. Nói chung là có một cái khoảng cách. Khi mà chưa bắt đầu tiếp cận bạn gái, nhưng mà bạn gái là có một cái vỏ bọc bên ngoài, cái rào chắn sẵn là không quen ai hết, thì làm sao mới có được cái nụ hôn đầu tiên, làm sao mới có được cái lần hẹn hò. Rồi một cái dịp đó là 30 tháng 4 năm 2009 á, thì công ty tổ chức một cái buổi dã ngoại ở thành phố Vũng Tàu. 8 giờ mấy tối rồi em nhắn tin em hỏi là ngày mai là công ty tổ chức đi dã ngoại Vũng Tàu đó, rồi em có muốn đi không? Cái tự nhiên không biết sao các bạn gái em trả lời muốn đi. Rồi cái em lên, em lấy xe em lên em chở đi. Ủa mà coi như bạn có ý định gì không mà sao tự nhiên gật đầu đồng ý đi cái tính bơi? Không vậy? Có ý định à. Mình suy nghĩ là hả, thì lâu quá mình không có đi đâu. Thì mình đi cho nó thi thoảng thôi. Rồi sao? Rồi đi thì cũng mới là đồng nghiệp đi chung thôi, sao mà hôn nhau được. Chạy xe là khoảng chừng 9 giờ bắt đầu là chạy từ Bình Dương lên Vũng Tàu. Vừa đi thì bạn gái em cứ lên xe một chút xíu là ngủ rồi. Ngủ rồi dựa vào vai em rồi cứ lăn đầu qua một bên, lăn qua bên này, lăn qua bên kia. Cho nên là chạy cũng không có nhanh được. Tới Vũng Tàu là hơn 1 giờ sáng rồi. Chạy bằng cái gì? Chạy bằng xe Honda chị. Thật sự là em rất thích ngủ với cái tư thế là nó di chuyển. Có nghĩa là ngủ trên xe, có nghĩa là ngủ trên võng, có nghĩa là ngủ một cái gì đó mà có đúng đủ gì chị lừa ra. Thích cái cảm giác đó lắm. Ngồi sao ngủ qua ngủ lại vậy? Dạ. Hay quá vậy, ngủ trên xe mà. Vậy hả? Dạ. Rồi cuối cùng rồi cũng chưa hung, còn sao thì, hung? Thì tới Vũng Tàu hai đứa đi dạo quanh bờ biển. Em lén em hung bạn gái em luôn. Là lúc đó là khuya, khoảng chừng 2 giờ hơn 2 giờ. 2 giờ khuya hả? Dạ. Là thì ủa, không có tỏ tình với người ta hết hồi, không có nói gì hết. Dạ, quay qua hôn thôi. Có nghĩa là không phải bay qua, trời ơi, đâu có bay. Quay qua hôn. Có nghĩa là em đang ngồi như vậy nè, ngồi sát bên ảnh. Rồi. Thì ảnh giật cái người em xuống như nè. Hôn cái. Ủa sao đồng nghiệp gì mà ngồi sát nhau dữ vậy? Bình thường, nói chung là mình ngồi sát nhau như vậy, nhưng mà hả là mình cũng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà em không có tình ý chứ, mắc mớ gì 2 giờ đêm đi đâu với người ta đi ra biển. Gì chứ, đúng không? Không có tình ý gì hết. Ủa mà sao tự nhiên đi du lịch cái công ty, không thấy công ty đâu mà hai bạn đi riêng là sao? Giờ sáng sao mới tới? Tại vì công ty là sáng sớm mới đi, còn tụi em là đi. Mắc mớ gì hai bạn phải đi trước? Tại vì xe hết chỗ. Tôi định đêm đó ngủ đâu? Thì đêm đó là chờ tới sáng chị. Thì thật ra cái lúc mà cái nụ hôn của ảnh á, thật ra ảnh rất là may mắn. Cái nụ hôn của ảnh là ảnh lần đầu tiên ảnh hôn. Còn nếu như cái nụ hôn đó không phải là lần đầu tiên thì chắc chắn ảnh đã nhận cái đấm quen.
sao em biết người ta là đó là nụ hôn đầu tiên? Thì có cảm giác cho nên là lúc đó em nó chuẩn bị sẵn. Tự tin quá. Dạ, tại vì 3 tuổi hôn cái hôn đầu tiên mà bà tự tin là nụ hôn đầu tiên. Tại vì mình đã từng có nụ hôn đầu tiên, ngay cái lần đầu tiên thì mình biết cái cảm giác nó như thế nào. Ảnh hôn mê mà ảnh sợ. Mặt ảnh đỏ lè, tay ảnh đỏ lè mà cái miệng ảnh rung. Rung rung mà không có thể tạo được cái rung đó, cái nụ hôn đầu tiên rung. Phải không em rung thiệt không hay sao? Trong đêm tối lúc đó em có hỏi rung gì à? Mà lúc đó hả, cái tay nắm chặt như nè, hôn em mà cái tay nắm chặt như vậy. Và em cũng may là em đủ cảm nhận được đó là nụ hôn tiên, cho nên đó là em vừa tới đây thôi là em ngưng liền. Còn không là em ảnh lúc đó ảnh lúc đó là sao? Nó rung không chị, không biết. Vậy có phê gì không? Sợ mà sao phê được rung chị? Rung quá hả? Dạ sợ. Rất sợ. Vậy sao làm? Hả? Vậy sao làm? Thì hôn xong thôi. Rồi sau khi hôn xong hai bạn làm gì nữa? Coi như là em đẩy anh ra, em cho anh im lặng một tí xíu. Em chưa hỏi gì hết thì bắt đầu anh tự nói. Thì em nói là cho anh cơ hội quen em. Ừ. Rồi sau đó đi đâu ngủ? Rồi mới nói là bây giờ anh quen em thì anh phải đồng ý em ba điều kiện. À, tin tưởng, tôn trọng, tự giác. Nói chung là em nói rất nhiều, nói chừng hơn 2 tiếng mấy. Rồi tôi đang vẫn đang thắc mắc cái chuyện rồi ngủ, ông đang ngồi ở biển tới sáng luôn. Và hả, mình biết là ngày mai có công ty lên. Nếu như mà ảnh bơ phờ thì nó sẽ không có hay liền. Nên em nói là thôi bây giờ mình đi khách sạn đi. Em chủ động luôn. Đúng rồi, cuối cùng cũng tìm được một nơi mà có được có một phòng. Mấy giường, phòng mấy giường? Dạ phòng có 1 giường à. À mỗi đứa 1 bên. Dạ thì mỗi đứa giữa. Lúc đầu là em tính nằm dưới đất thì bạn gái em mới nói là thôi anh lên giường nằm với em đi. Chốt hạ lại là có mừng ăn được gì không? Dạ không. À, vậy đi, là coi như là người đàn ông nghiêm túc suốt đêm. Dạ đúng rồi, mà ảnh ngủ hả rất là nghiêm tề, mà thật ra nguyên đêm em không có ngủ. À... tại vì em tức quá phải không, em nằm lên tại sao em làm vậy? Em ngủ phọt gò luôn. Cô không ngủ, cô nằm cô nhìn cô muốn đấm vô mặt dễ sợ luôn vậy. Bậy. Trời ơi tức quá chứ. Đêm nó dài đằng đẵng. Bao lâu thì hai bạn mà là coi như là yêu nhau đắm đuối? Là sau vài tháng. À em là người nói với ảnh rất là trực tiếp. Mình về sống chung. Bạn nhận được lời đề nghị đó em cảm thấy như thế nào? Rồi về sống chung vậy có chuyện gì vui không? Ở chung nhiều chuyện vui xảy ra lắm. Dạ vui lắm mà. Tối đó cũng là gần tới sinh nhật của bạn gái em. Rồi, chuyện tình tụi em là chắc khuya không mà ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, chuyện đó đúng rồi. Thì sau cái đêm đó, cái gần sáng thì tụi em tỉnh dậy. Cái hồi em thấy bạn gái em mà sao cứ ngồi tìm hoài không biết tìm cái gì. Bạn gái em mới chỉ a thì ra là nó ở trên cái khăn này. Đó là cái lúc đó là cái lần đầu tiên là tụi em đã về chung sống với nhau. Là tìm cái gì? Thì tìm cái dấu vết đầu tiên mà khi mà của bạn gái em ở trên cái khăn. Rồi cái khăn đó là cuối cùng cất ở đâu? Cái khăn đó anh là muốn trên người. Nói chung là mừng ăn lần đầu tiên đó. À, đi tìm cái dấu tích đó. Trời em la lên cười, em cười chơi khi gặp nó nằm ở đây nè. Rồi hai bạn còn có biến cố về rồi lúc đó là hai bạn ở nhà trọ đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010 thì được tin ba em mất. Mà không có được qua bên Mỹ với ba để gặp mặt ba thì hai đứa em là về trên quê em ở trên Bình Phước. Rồi hai đứa làm tự làm những cái việc mình thích á, rồi kinh doanh. Nhưng mà cũng lúc đó là về với ở với gia đình em á thì mẹ em cũng không thích bạn gái em lắm. Rồi mẹ không thích rồi làm sao em gỡ được cái gút mắt đó? Bây giờ đã mối quan hệ đó được cải thiện chưa? Bây giờ thì cũng tạm tạm thôi, tại vì lúc đầu á thì nghĩ là hai đứa là không biết là có phải là thật lòng hay không, rồi có phải là tiếng sai hay không. Bây giờ thì cũng 9 năm rồi nhưng mà nhiều khi là phụ huynh á cũng chưa có hiểu rõ lắm. Em không chủ động để mà tìm hiểu cải thiện bác gái hả? Dạ nói chung là mình cũng cố gắng cởi mở, là mình cũng cười thôi. Tại vì thật sự mà nói bắt chuyện nhiều lần nhưng mà hả, nhiều lúc mình cảm thấy là cái cách nói chuyện đó mình nhiều lúc mình nghe mà mình nhói lòng, cho nên mình không muốn bắt chuyện tiếp. Thì lúc đó tụi em làm nhưng mà còn trẻ cho nên là làm theo cái gì mình thích thôi. Thì cảm thấy lúc đó làm không được nữa cho nên bắt đầu lại dọn về Sài Gòn ở tiếp. Còn về hướng nhà của Vinh thì có chấp nhận bạn trai bà Thắng không? Cũng không. Lý do tại sao không chấp nhận? Tại vì suy nghĩ ảnh là dưới quê lên. Rồi hả, chắc là suy nghĩ là hả, quen em chắc có ý muốn là hả, qua bển định cư. Nói chung là mỗi một nhà đều suy nghĩ đối phương như vậy. Cái cách tụi em là không có muốn nói, không muốn giải thích. Tại vì mình làm mình hiểu. Cho nên là hả, mình cứ cười thôi.
Thật ra thì với biến cố và những kỷ niệm của tụi em á, nó rất nhiều, thật sự rất là nhiều. Thậm chí cái lúc em chấp nhận là người sống chung với ảnh, em cũng có nói đừng bao giờ có suy nghĩ là đã sống chung, đã là vợ chồng thì cả một cuộc đời. Em không thích điều đó nếu như em cảm thấy không hạnh phúc. Có nghĩa là em sẽ... Thì mình đi thôi. Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì em được đi nước ngoài. Đi năm nào? Dạ đi năm 2016. Là bảo lãnh có đi rồi. Dạ đi rồi. Sao giờ còn ngồi đây? Là sao lý do? Là sao chưa hiểu? Dạ thì em đi rồi. Thì em quay lại để em đăng ký kết hôn và bảo lãnh chồng em. À có nghĩa em đi là em đi dặn đoàn tụ với gia đình. Dạ đúng. Rồi xong rồi em quay lại là đi 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn tính có tính là tổ chức đám cưới gì ở đây không? Dạ có, nhưng mà sau khi chồng em đi, hai tụi em qua bển một thời gian tụi em sẽ quay về tổ chức đám cưới. Tại vì tụi em có cái kế hoạch đám cưới là theo cái ý mình muốn, nên muốn hoàn thiện nó hơn thì tụi em và cần dịp để mà chờ. Vậy thì mình thật sự hiểu nhau hết chưa? Mình còn những cái khó khăn gì trong cuộc sống nữa hay không? Hay là mình mong muốn đối phương thay đổi điều gì nữa hay không? Nói chung hồi đó tới giờ em sống với anh thật sự anh rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Không có tật xấu gì trơn trọi á. Em cảm thấy cái đó không có là không đó là tật xấu, tại vì em cảm thấy em thích cái điều đó. Còn em có thấy cổ có cái gì cần phải thay đổi không? Nói chung là từ lúc đầu là cũng thích bạn gái em như vậy. Sau thì em muốn là bạn gái em từ từ sẽ hoàn thiện hơn thôi, nhưng mà có một cái tính nhỏ nhỏ là ví dụ bạn gái em mà bệnh á là không có chịu uống thuốc. Ít uống thuốc. Cho em muốn sau này nếu mà có bệnh á thì mình cũng uống thuốc để cho nó mau chóng khỏe hơn. Cảm sốt dạ, chỉ là vậy thôi đúng không? Với lại là bạn gái em nhiều khi cũng ít ăn lắm. Công nhận hay. 8-9 năm tôi cũng nể thiệt. Những cặp đôi nào mà quen lâu lâu chị nể ghê luôn á. Tụi em á làm hay tìm cách để mà cho nhau cái niềm làm vui mới mình. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là hai tụi em hay họp với nhau lắm. Họp để mình chia sẻ, mình trao đổi. Họp nội bộ. Đúng rồi. Chính vì Tường cũng hay, chị Tường cũng hay chia sẻ với những bạn trẻ ngồi đây nè. Có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày mình dành thời gian để mình chia sẻ với nhau nhiều hơn á, thì mình sẽ giải quyết được tất cả những cái gút mắc trong lòng mình. Tường chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi phát triển trong cái kinh tế của mình nữa, ổn định cuộc sống. Rồi có những đứa con hoặc là xinh xắn. Hồi trước á là bạn gái em á có tặng cái chiếc vòng cặp, nhưng mà cái vòng của bạn em khi mà đi làm ở Mỹ á thì bị thất lạc mất rồi. Hôm nay nhân cái cơ hội này á, anh cũng mua cho em lâu rồi nhưng mà bây giờ thì mới có dịp anh tặng cho em cái vòng đeo tay. Đừng làm mất nữa nghe. Dạ. Wow. Mình quen nhau cũng được hơn 9 năm rồi, nhưng mà anh chưa có chính thức là cầu hôn em. Hôm nay anh xin cầu hôn em. Thọ đồng ý làm vợ là cũng không? Đồng ý. Chị nghĩ là hai bạn nên có vài lời với những người lớn trong gia đình cho giải quyết hết những cái gút mắc. Trước tiên thì con xin gửi lời đến phụ huynh hai bên. Tụi con quen nhau thì một thời gian không phải là ngắn nữa rồi. Thì tụi con không có phải là muốn chứng minh một điều gì cả, mà chỉ là mình sống trọn vẹn hạnh phúc mỗi từng ngày. Thì mong một ngày nào đó thì tất cả mọi người cũng như là những phụ huynh ba bên hai bên đều sẽ thấy được cái tình yêu của tụi con và chúc phúc cho tụi con. Con cũng xin gửi lời đến thứ nhất là mẹ của Tiểu Vinh và gia đình Tiểu Vinh thì phần nhiều là ủng hộ con và tin tưởng con, thì con xin cảm ơn rất là nhiều. Về phần gia đình của con thì con cũng mong là gia đình con hiểu nhiều hơn và sau này ủng hộ cho tụi con nhiều hơn ạ. Hy vọng là gia đình hai bên đã nghe được cái mong muốn của hai bạn và sẽ chúc phúc cho hai bạn nha. Rồi, mời hai bạn. Rồi. Và phần quà các bạn nhận về cho mình đó sẽ là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu là Simple. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng quý vị và bây
bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình cô đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.